Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Minh Hồng Review đây. Trước đây khi mà nhắc đến điện thoại giá rẻ thì anh em sẽ nghĩ ngay cái tên trong đầu là Xiaomi. Nhưng mà bây giờ Xiaomi chưa chắc đã ngon bằng Realme đâu các bạn ạ. Và cụ thể trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em top những dòng điện thoại Realme cực kỳ ngon trong tầm giá từ 4 cho đến là 8 củ khoai. Và mình nghĩ rằng là khó có điện thoại của Xiaomi nào có thể so sánh được với những điện thoại này, về mức giá này, về cấu hình này và những gì chúng ta nhận được. Và cụ thể đó là những sản phẩm nào thì ngay bây giờ bắt đầu video nhá. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì anh em cũng có thể là ngay lập tức click xuống đường link ở phần mô tả và bình luận của video này. Tất cả những đường link mua hàng mình đều để ở ngay bên dưới cho các bạn. Ok, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái lựa chọn đầu tiên ở trong phân khúc giá 4 củ khoai. Không có một chiếc điện thoại nào hàng mới có thể qua được cái sản phẩm Realme Q5. Tại vì căn bản con Realme Q5 nó quá ngon và quá thơm ở trong cái phân khúc giá chỉ có 4 củ khoai. Đầu tiên nhá, đây là một chiếc máy hàng xách tay, nhưng mà với những cái sản phẩm điện thoại đến từ nhà Realme thì có một cái điểm chung, đó là chúng ta không cần phải cài ROM tiếng Việt. Tại vì căn bản đó là một cái phiên bản ROM quốc tế rồi. Chọn tiếng Việt, chúng ta cài Google Play cực kỳ đơn giản, không có app nhà mạng mấy, có một vài app tàu anh em có thể gỡ ra được. Nên là cái điểm này sẽ là cái điểm chung của tất cả những con điện thoại Realme ở thị trường Trung Quốc về Việt Nam luôn, các bạn sẽ không cần phải lo lắng. Cái điểm thứ hai, con Realme Q5 này có màn hình Full HD Plus, có tần số quét đó là 120Hz. Thì đây cũng sẽ là một cái điểm cộng cực kỳ lớn rồi. Tại vì trong tầm giá như vậy các bạn sẽ hiếm có một điện thoại nào có tần số quét lên là 120Hz. Tuy đây chỉ là màn hình IPS LCD nhưng mà các bạn hãy nhìn lại về phần mức giá thì cũng sẽ khó thể nào mà bỏ qua được sản phẩm này. Ok, nói về khoản cấu hình ấy thì anh em nào mà đang mê cấu hình chắc chắn em này best choice luôn. Vì 4 củ khoai nếu anh em mua hàng chính hãng các bạn chỉ có thể mua được những con như là 680. Rồi các bạn mua được con như là G35, bạn mua được con như là G85, G88 hoặc căng lắm là Helio G96. Con với con này sẽ là Snapdragon 695 5G. Tầm giá 4 củ khoai, Snapdragon 695 5G là một cái mức giá quá thơm cho anh em luôn. Chơi game, trải nghiệm thực sự, sử dụng đều tốt ở trong tầm giá. Và hơn nữa nhá, con Realme Q5 này nó lại có pin là 5000mAh. Phải gọi là một cái viên pin quá ổn áp rồi đúng không? Nhưng mà cái quan trọng hơn ở đây là nó có sạc nhanh tận là 65W. Thì đây là hiếm, một trong những cái số hiếm điện thoại có mức giá rẻ mà có sạc nhanh đến như vậy. Thậm chí là ở thị trường Việt Nam, phân khúc giá khoảng tầm 8-9 triệu chưa chắc đã có sạc nhanh 65W. Chứ đừng nói chỉ có 4 củ khoai như là cái sản phẩm Realme Q5. Phải nói rằng là Realme bán con này quá đỉnh, thật sự là mức giá quá tốt. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả video cho anh em. Thậm chí trong cái đợt này Shopee, Lazada mà sale ấy, thì anh em có thể mua con này với mức giá thậm chí còn rẻ hơn nữa. Ok, và ngoài con Realme Q5 ra ấy, thì nhà Realme ấy, họ còn có thêm là con Q3S. Nhưng mà thật sự con Q3S thì mình thấy hiện tại nhá, nó đã hiếm hàng rồi. Và mình tìm ở một số shop uy tín này, những cái shop mà mình nghĩ rằng là anh em có thể tin tưởng được thì không còn bán nữa, nên là trong video này thì mình sẽ không có tổng hợp những con máy không còn hàng. Tại căn bản là với những con máy không còn hàng của nhà Realme thì chúng ta sẽ có thêm một vài con. Nhưng mà với những con đấy mà chúng ta làm video tổng hợp xong rồi mà anh em không mua được thì làm gì. Thế nên là mình chỉ tập trung vào những con mà có thể mua được. Thì ở trong phân khúc giá hơn 5 triệu và dưới 6 triệu thì sẽ có con Realme GT Neo 2T. Với con Realme GT Neo 2T thì mình nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn thơm và ngon dành cho những anh em nào cần màn đẹp, cận hiệu năng ngon. Và mức giá của nó thì như mình đã nói rồi, ở bán ở trên Shopee dưới 6 triệu và trên 5 triệu thôi. Trong những đợt sale thậm chí anh em trừ hết cái cốt khuyến mãi ra thì mức giá cuối cùng mua như anh Nam Béo mua ấy thì khoảng tầm 4 triệu 9 là có thể mua được rồi. Phải gọi là quá tốt luôn. Rồi, con Realme GT Neo 2T này thì mình thấy thiết kế của nó đẹp, thật sự là đẹp. Thứ hai là màn hình của nó quá ngon, màn hình 6.43 inch và tấm nền AMOLED 120Hz. Thì mình thấy rằng trong tầm giá như vậy các bạn sẽ khó có thể kiếm được con điện thoại nào có màn đẹp và có tần số quét cao đến như vậy. Và hàng xách tay ấy, thì mình thấy rằng trong tầm giá này đại đa số cũng chỉ màn IPS thôi, hoặc là AMOLED là cùng lắm 90Hz. Nhưng mà con này có tận là AMOLED Full HD Plus và 120Hz sẽ là một cái điểm cộng cực kỳ lớn. Nói đến khoản hiệu năng thì đây là con máy này sẽ chạy hơn mình con chip là Dimensity 1200. Con chip Dimensity 1200 này thì mình đánh giá là cái hiệu năng của nó
mạnh tương đương với Snapdragon 865, nên là về cái khoản trải nghiệm game sử dụng lâu dài các thứ thì đánh giá cực kỳ ổn, và nhiệt độ của em nó thì quản lý khá là tốt, nó không có bị quá nóng giống như những con Snapdragon 888. Nhiệt độ của nó thì cũng tương đồng so với mấy máy mà chạy con chip Snapdragon 865 đó các bạn ạ. RAM ROM thì với con Realme GT Neo 2T này các bạn sẽ có khá là nhiều option, nhưng mà cái option giá rẻ nhất sẽ là 8128 nhá. Rồi, ngoài ra nữa thì các bạn cũng sẽ có cụm camera là 64 chấm, có cam góc rộng này. Rồi về khoản là viên pin ấy, thì với em này cũng sẽ có viên pin là 4500 mAh, có sạc nhanh 65W, nên là quá thơm và ngon để anh em có thể lựa chọn. Hơn nữa loa kép có này, nói chung là gần như là tất cả những cái gì mà ngon lành nhất tầm giá 5-6 triệu thì anh em có thể tìm thấy được trên sản phẩm này. Rồi, và đến với cái tầm giá khoảng tầm là 6 triệu mấy 7 triệu đi, và trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu thì anh em sẽ có hai sự lựa chọn, đó là cái sản phẩm Realme Q5 Pro và cũng như là Realme GT Neo 2. Với sản phẩm Q5 Pro thì thật sự đây là một con máy quá ngon rồi. Con chip Snapdragon 870, màn AMOLED 120Hz, camera 64 chấm, có cam góc rộng, có pin trâu, có sạc nhanh. Và đương nhiên đây là một con máy cực kỳ đáng mua. Nhưng tiếc một điều là con Q5 Pro nó hot quá, nên là gần như tất cả những anh em nào mà thấy con Q5 Pro ở đâu là mua hết sạch rồi. Nên là bây giờ thì mình cũng không biết là nên recommend và nên để được link ở đâu. Nếu như các bạn thấy con này ở bất cứ đâu thì cứ mua đi nhá. Tại vì căn bản trong tầm giá 6 triệu hơn thì vô đối, không có con nào hơn con này đâu. Đó, và ngoài con Q5 Pro ra thì mình thấy con Realme GT Neo 2 thì bây giờ vẫn còn hàng. Con Realme GT Neo 2 thì nó chỉ thua một chút xíu so với con Q5 Pro ở cái khoản sạc thôi. Còn lại tất cả mọi thứ thì đều ngon gần như là tương đồng. Thứ nhất ấy, là các bạn sẽ có màn hình AMOLED Full HD Plus, vẫn sẽ có 120Hz, khả năng hiển thị thì cực kỳ là ngon. Thứ hai là các bạn vẫn có cho mình hiệu năng với con chip là Snapdragon 870. RAM của con này sẽ là 8128, và ngoài ra thì nó cũng sẽ có phiên bản 6128. Tuy nhiên 6128 anh em sẽ rất là khó để mua, thì anh em chỉ có thể là mua được phiên bản đó như là 8128 thôi. Và với con này nhá, con này cũng sẽ có camera chính là 64 chấm này, có cam góc rộng này. Về viên pin thì con này cũng sẽ có viên pin là 5000 mAh, sạc nhanh 65W. Thì như mình đã nói, con Realme GT Neo 2 và con Realme Q5 Pro nó dùng chung cực kỳ là nhiều linh kiện với nhau. Linh kiện về phần màn hình, linh kiện về phần camera, về phần hiệu năng bên trong thì đều tương tự. Về viên pin cũng sẽ là 5000 mAh, về nó cũng sẽ có loa kép là như nhau. Có chăng á, là nó chỉ thua kém một chút về khoản sạc nhanh, một bên là 80W và một bên chỉ là 65W. Thì nếu anh em kiếm được Q5 Pro thì mua Q5 Pro, còn không có thì quay xe qua Realme GT Neo 2, mình thấy đây cũng sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Ok, còn đến với một cái sản phẩm nữa trong tầm giá khoảng tầm 8 triệu mà mình nghĩ rằng là nó vô đối. Anh em cần màn, có màn, anh em cần bất cứ thứ gì con điện thoại này đều có thể đáp ứng được. Thứ nhất nhá, thì tên của nó sẽ là Realme GT Neo 3. Con này thì mình cũng đã có từng review cho anh em ở trên kênh FA Channel của mình rồi. Con Realme GT Neo 3 này nó có gì? Khả năng hoàn thiện của sản phẩm Realme GT Neo 3 mình đánh giá khá là tốt, chắc chắn, build hoàn thiện rất là cứng cáp. Thứ hai là về màn hình, thì con này có màn AMOLED 1 tỷ màu Full HD Plus và đương nhiên cũng sẽ là có 120Hz. Kích thước của nó sẽ là 6,7 inch nên là quá thoải mái để chúng ta dùng mà chơi game giải trí luôn. Realme thì riêng với con này thì bố trí cái phần camera đục lỗ ở phía trước ở ngay phần trung tâm, nên là hơi vướng một chút trong quá trình mà chơi game, nhưng mà mình thấy các bạn chơi trong thời gian dài thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm chơi game của chúng ta đâu. Đó, nói về cái khoản hiệu năng thì đây mới là một cái điểm cộng cực kỳ lớn này. Con này có con chip là Dimensity 8100 và các bạn sẽ có phiên bản RAM 6128 và cũng như là 8128, thì mình khuyên các bạn là lựa chọn 8128 cho nó thoải mái, tại vì nhà Realme thì đánh giá khá là yếu về cái khoản đó chính là đa nhiệm ứng dụng. Và với con chip Dimensity 8100 này thì nó phải mạnh hơn đâu đó từ 15 cho đến là 20% so với con chip là Snapdragon 870. Nên là anh em mà lựa chọn hiệu năng trong tầm này thì Dimensity 8100 mới chính là cái lựa chọn best choice và phù hợp nhất. Rồi, và ngoài ra nữa nhá, thì với con này sẽ có camera chính của nó sẽ là 50 chấm. Và đây là cam chính IMX766, cam mà trên những con flagship đang sử dụng anh em. Ví dụ như là con OnePlus 10T 5G này. Rồi các bạn sẽ còn có một số con như là Realme GT 2 Pro này, Oppo Find X5 Pro vẫn dùng cái cảm biến này. Nên là trong tầm giá 8 triệu mà anh em mua được con máy có con cảm biến là IMX766 thì nó là quá thơm. Đương nhiên là cam góc rộng của nó sẽ không được ngon và nó cũng tương tự so với những cam khác, nhưng mà cái cam chính như vậy, có chống rung quang học, có quay 4K 60fps, là quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Camera selfie của Realme thì mình cũng đánh giá khá là ổn với cảm biến 16 chấm. Và về viên pin, em này sẽ có viên pin là 5000 mAh.
5000mAh trên nhà Realme thì mình thấy cũng rất là đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi. Sạc nhanh tận là 80W và chúng ta chỉ mất đâu đó khoảng tầm hơn 30 phút để sạc đầy sản phẩm này thôi. Ngoài ra Realme Neo 3 nó cũng sẽ có phiên bản sạc nhanh 150W, tuy nhiên thì mức giá của nó khá là chát, nó sẽ lên tầm giá khoảng tầm 9 triệu hoặc là hơn 10 triệu, nên là thôi mình nghĩ rằng 80W là quá đủ anh em ạ. Ok, con này cũng sẽ có loa kép này và gần như tất cả những thứ ngon nhất mà anh em có thể tìm thấy được trên một con máy có tầm giá 15 triệu đổ lại thì nó sẽ tồn tại trên cái sản phẩm Realme GT Neo 3 này, nên là mình nghĩ rằng anh em nào mà đang phân vân điện thoại trong tầm này 10 triệu, 12 triệu thì đừng, không cần phải bỏ ra tầm đấy. Anh em chỉ cần bỏ ra 8 triệu mua con Realme GT Neo 3, nó là quá đủ rồi. Ok, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã tổng hợp cho anh em những con máy có mức giá, những con máy đến từ nhà Realme có mức giá từ 4 cho đến 8 triệu mà mình thấy cực kỳ ngon. Realme Q5 này, rồi con Realme Q5 Pro thì anh em có thể tìm thấy được này, Realme GT Neo 2T này, Realme GT Neo 2 này, rồi các bạn cũng sẽ có thêm cái sản phẩm là Realme GT Neo 3 sẽ là cái sản phẩm best choice nhất. Anh em nghĩ sao về những sản phẩm này? Có anh em nào ở đây đang dùng điện thoại của nhà Realme hay không? Có những cái điểm yếu gì thì anh em đừng có ngại ngần chia sẻ thông qua cái video này ở ngay cái phần bình luận video của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.